đi bên tay trái là không nên lướt qua không đoạn nào. Chắc bỏ bom đạn thôi. Đạn thật chị. Có cả súng con xem không? Ai cho anh lưu hành? Con lấy cái con xe đi xong con mở ra cũng được. Đấy đúng không? Chặn chặn lên xong con xe. Đấy, đấy xong con tàu hạ cái này. Xe chặn được. Hạ xong đấy đúng không? Đấy, chặn được. Được. Cãi. Đấy, được chưa? Ờ, có cái bãi nước rồi. Ê ba. Được rồi. Được rồi đấy. Đấy, vẫn nhìn được mà. Cái nhà Bắc Đình ấy chẳng có cây mấy nhỉ. Mỗi nhà ba ấy nhiều cây. Cho cái phế tục, cho cái bãi chặt chết. Vẫn trồng được, ở đấy bây giờ nước ngọt trồng được. Trước thôi. Nên đi chia cho nhà ông Đình cả cái nhà con đi ông bán được cho cái con cái bên cạnh nha. Bên cạnh. Ngày xưa là nhà tập thể, nhà lập ngói. Nhà ông bây giờ 4 gian. À thế là nhà ông 6 gian. Ông bán đi 2 gian, thế là gian rưỡi. Ông mở rộng làm gì? Cửa tông 8 km. À thế là nhà mẹ vợ thắng qua cửa đồng cơ. Ở trong cái đồi làm tiêu lắm. Trồng hạt tiêu, trồng hạt tiêu. Cây tiêu. Ngư lưới cụ. Thiết bị điện. Hồng lựu. Ừ, tàu phải. Con xe nữa.